chào toàn thể quý vị các bạn. Xin chào mừng các bạn đã quay lại với channel của Sông và Cuộc Sống. Và hôm nay tôi sẽ lại hướng dẫn cho các bạn cài đặt và sử dụng một cái ứng dụng rất là hay và rất là thiết thực. Nếu các bạn cứ đang lúc ấy xem phim hay là chơi game thì bất chợt mạng của mình nó chậm như rùa và lốt trang rất là lâu. Những cái lúc như này hẳn là các bạn sẽ hoài nghi và chắc là sẽ có người đã cài, hẳn là đã có người xài ké cái wifi của mình rồi. Và vậy làm thế nào để có thể phát hiện và ngăn chặn cái khi truy cập của họ vào cái mạng wifi nhà mình? Đây, chúng ta sẽ cài đặt và sử dụng cái ứng dụng này. Đầu tiên chúng ta sẽ vào CH Play. Trên thanh công cụ tìm kiếm của CH Play, đây, các bạn gõ cho tôi từ khóa Google My Wifi. Đây, Google My Wifi. Đây, nó sẽ hiện ra nhiều cái ứng dụng cho các bạn chọn. Rồi, đây là ứng dụng. Chúng ta sẽ chọn một cái ứng dụng nha, như cái của tôi là Google My Wifi của Network. Đây, Google My Wifi Network Tool. Đó, chúng ta tiến hành cài đặt. Đấy, các bạn thấy mạng của tôi rất là yếu, đang có rất là nhiều máy truy cập đây, nên là cài đặt xem được biết được là những cái tài khoản này là cái máy nào đang truy cập vào cái khoản và cái mạng wifi của tôi mà để làm cho nó yếu như thế này. Ứng dụng này rất là nhẹ, có 3.67 MB thôi. Đấy, do chắc là mạng của tôi có nhiều máy truy cập nên là tốc độ điều chuyển của nó rất là chậm, nên là tải có 3.67 MB thôi mà nó cũng đã kéo một tốn rất là nhiều thời gian rồi. Đấy, những cái lúc chờ lâu như thế này các bạn hẳn thấy rất là bực đúng không? Có nhiều người dùng mạng của mình tìm cách mà phát hiện là bắt được và thay đổi cái mật khẩu đi. Chỉ mình dùng thôi thì mạng sẽ nó khỏe hơn rất là nhiều. Giống như kiểu một cái bánh vậy, các bạn một mình ăn thì được nhiều mà chia sẻ cho nhiều người lại được ít. Nó đã được 74% rồi đó. Tôi cũng không biết được là mạng của tôi bao nhiêu người dùng nữa. Để xem, tự check xem là bao nhiêu người dùng. Rồi, nó đã sắp cài đặt xong rồi. Đã cài đặt xong rồi. Khi cài đặt xong thì nó sẽ hiện một cái phím tắt ở trên cái màn hình chờ của mình. Các mình khi nào muốn vào để check ý, thì các bạn có thể sử dụng cái phím tắt đó đăng nhập vào. Còn bây giờ tôi mới cài đặt xong nên nó có trên Google Play, trên CH Play thì chúng ta có thể mở trực tiếp luôn ở trên đây. Các bạn click vào mở. Đây, giao diện chuyện đơn giản chỉ có như thế này thôi, không có gì cả. Đây là IP của tôi, 192.168.1.1 giờ chờ làm lại. Để phát hiện xem là trong cái mạng của mình có bao nhiêu người đang dùng thì các bạn nhìn cái nút hình giống kiểu thám tử Sherlock Holmes ấy. Biểu tượng màu trắng, hình người đàn ông màu trắng và bên quanh là những cái màu vàng. Chúng ta sẽ click vào, nó sẽ scanning started, có nghĩa là nó advanced. Nó sẽ mình chờ một thời gian để cho nó ra những cái địa chỉ IP mà đang dùng cái mạng nhà mình. Mỗi một máy, một thiết bị là sẽ có một cái IP riêng biệt.
Nhờ đó mà chúng ta có thể check được. Đây, các bạn thấy. Và có 11. Các bạn thấy, có 11 người đang dùng. Đây, đây các bạn nhìn thế này. Đó. Đây là laptop này, còn trên điện thoại này, nó ghi là Samsung này. Đó, điện năng đang sử dụng điện thoại. Ở đây là chia cổng do router. Đó, và đây một cái thiết bị Android nữa đây. Hai thiết bị Android, hai router. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người dùng. Đấy, đấy. Nhiều người dùng nên là mạng rất là yếu. Đây, như vậy là các bạn có thể nhờ cái ứng dụng này có thể biết được là ai đang truy cập ở cái mạng wifi mình có bao nhiêu người. Từ đó mà xác định được xem mình đã cho bao nhiêu người vào mà có bao nhiêu người không được mình cho phép mà vẫn truy cập vào. Đấy. Từ đó là các bạn có thể làm các trường hợp như là thay đổi path wifi, sử dụng những cái path mà nhiều ký tự hoặc có khó một tí để cho người ta không thể rõ được cái path của mình, cài đặt nặng path để cho không cho ai có thể ngoài mình không có thể truy cập vào cái mạng nữa, trừ khi là mình cho phép. Với cái ứng dụng này thì bạn có thể làm chủ được cái mạng wifi của mình và kịp thời đổi mật khẩu và khi ai đó đang tối trộm cái wifi của mình. Ứng dụng cài rất là đơn giản và dễ dàng sử dụng. Đấy. Mà tốt nhất các bạn nên là đổi cái mật khẩu khó khó một tí, đừng đổi quá dễ để người ta dễ rò được. À, như vậy là tôi đã hướng dẫn cho xong cho các bạn cài và sử dụng cái ứng dụng Thrallpath Wi-Fi, Use My Wi-Fi Network Tool. Ứng dụng hay, rất là hay. Cái ứng dụng họ do user được sử dụng Wi-Fi. Nếu có gì thắc mắc hoặc là có gì cần góp ý, các bạn có thể comment ngay xuống dưới video của tôi. Tôi sẽ trả lời các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Và nếu thấy hay thì hãy share và comment like cho tôi nha, để tôi sẽ có động lực làm những cái video hay và thú vị nữa đời sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.